cái đầu em bây giờ muốn nứt luôn. Bao nhiêu chuyện phải lo, một mình em á bây giờ không thể tập trung vô công việc được. Má em giúp Trà đang đợi ở dưới quê đó, họ đòi lên đây nè. Trời, hai người đó lên đây làm cái gì? Ông Kha mà nắm được điểm yếu của em á mà không chế được hai người đó, mình càng mệt. Em cũng biết là vậy. Dạ con nghe nè mẹ. Con làm cái gì mà không gọi điện thoại về cho mẹ? Mẹ gọi cho con cũng không có nghe. Con có còn coi mẹ là mẹ của con không hả? Dạ mẹ, con đang bận lắm. Có nhiều việc xảy ra ở công ty đó, con giải quyết tối mặt tối mày luôn nè. Trời ơi, bây giờ con coi công việc quan trọng hơn mẹ hay sao? Con không có ý đó. Ủa mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Con nghe giọng của mẹ khác lắm á nha. Mẹ đang ở nhà chứ đâu. Vậy sao mẹ không nói lớn hơn đi, con nghe không rõ nè. Mẹ không có nói lớn tiếng được. Mẹ, bộ có chuyện gì hay sao vậy mẹ? Con nghe giọng mẹ lạ lắm. Con muốn biết chuyện gì thì con về nhà đi. Con đã nói rồi, con không thể về ngay lúc này được. Công ty đang nhiều chuyện, đang rất cần con. Con bỏ việc cho thằng Hiếu coi vài ngày, về với mẹ rồi lên lại có sao đâu. Anh Hiếu mất tích rồi, đến bây giờ vẫn chưa có tung tích gì hết. Hả? Thằng Hiếu mất tích? Và từ đây anh bên em mãi, cho dấu thời gian.